Kính thưa quý khán giả đài truyền hình SVTN, lúc 12 giờ ngày 19 tháng 4 năm 2014 tại khu hội cựu tù nhân chính trị Bắc Cali, buổi ra mắt sách Sau cơn bên lửa của tác giả Song Vũ Ngô Văn Xuân đã thu hút đông đảo khách tham dự. Thực tình ra mà nói, cái cuốn sách mà Sau cơn bên lửa của tôi là một cái ghi chép tất cả những cái trải nghiệm của tôi trong suốt thời gian hơn 50 năm, từ cái lúc vào trường cho đến lúc mà ra trường, rồi hoạt động, rồi thì bị tù cộng sản, rồi sau đó đi ra nước ngoài. Nhằm một cái chủ ý mà theo tôi nghĩ đó là mặc dù chúng ta đã buông súng, nhưng mà cái mặt trận mà chúng ta vẫn tiếp tục chiến đấu là cái mặt trận còn lại sau khi đã buông súng rồi. Và cái nguy cơ của đất nước của chúng ta đang chìm dần vào trong cái vòng kiểm tỏa của Trung Quốc, thậm chí có thể bị bắt thuộc một lần thứ tư không chừng. Thì đó, cái điều đó làm cho chúng ta, những cái người cựu quân nhân đã từng cầm súng chống lại cái chủ nghĩa cộng sản tàn ác á, phải ý thức rõ ràng rằng chúng ta vẫn tiếp tục phải chiến đấu để mà chúng ta gìn giữ đất nước cũng như là bảo vệ dân tộc chúng ta. Sẽ bị thức hợp lại. Đây là những lời nói tiếng lòng của một người lính cùng trang lứa với chúng tôi, người thanh niên trong thời chiến. Chiến trường Cao Nguyên, chiến trường ở tại Ban Mỹ Thuộc, chiến trường ở Pleiku, chiến trường ở Công Trung, mà chắc chắn trong mấy chiến trường đó, Sư đoàn 23 và anh Ngô Văn Xuân và Trung đoàn 44 đã hào hùng. Và cho biết rằng là sau cơn bên lửa thì cái người chiến binh Việt Nam Cộng Hòa vẫn đứng vững và vẫn ngang nhiên và vẫn gửi cái tâm tình đến để cho cái thế hệ mai sau. Không bao giờ chúng ta quên được. Và chúng ta hứa rằng trong tương lai sẽ lấy lại được cái danh dự của quân lực Việt Nam Cộng Hòa, cùng đấu tranh với đồng bào trong nước để mà xây dựng một đất nước Việt Nam tự do, dân chủ. Tốt nghiệp khóa 17 trường chuẩn bị quốc gia Việt Nam, đi từ một thiếu úy trung đội trưởng lên đến trung tá, trung đoàn trưởng, trung đoàn 44, sư đoàn 23 bộ binh. Trải qua 10 năm tù khổ sai của Cộng sản Việt Nam sau ngày 30 tháng 4 75. Suốt chiều dài binh lửa. Sau cơn binh lửa là tác phẩm đầu tay của tác giả, và tác giả đã tâm tình. Những điều làm tôi suy ngẫm là ý nghĩa về cuộc đời của chính mình, thế hệ của chúng tôi, qua những việc đã làm, những đau thương đã trải. Thực sự là gì? Hoặc chẳng là gì hết. Vào tháng tư đen, sau cơn binh lửa nói về đời lính, người lính Việt Nam Cộng Hòa càng mang một ý nghĩa đặc biệt. Chúng ta đã góp phần máu, góp phần xương, góp phần với tất cả mạng sống để bảo vệ một cái phần đất đã bị mất. Mà người lính quân lực Việt Nam Cộng Hòa không còn gì hơn chính là mạng sống của mình với những người vợ lính và những đứa con. Nghị lực tường trình từ San Jose. Chúng tôi xin trả lại với là ông Trung đoàn trưởng Trung đoàn 44.